Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ thì việc chung tay san sẻ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động ý nghĩa và thường xuyên của Công an thành phố Hà Nội. Khi Tết Nguyên đán cận kề, một buổi trao quà ấm áp yêu thương tràn đầy cảm xúc đã được Đoàn Thanh niên 2 đơn vị Công an huyện Thanh Oai và Phòng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát PC53 Công an thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai hôm nay khác hẳn mọi ngày. Một bầu không khí ấm áp bao trùm đã xóa nhòa cảm giác vốn đầy thương cảm ở nơi mà hàng ngày chỉ có những đứa trẻ tàn tật cùng các thầy cô quây quần. Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Oai và Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ, Phòng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát PC53 Công an thành phố Hà Nội xuống trao quà, mang theo một cái Tết sớm để chia sẻ những yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua những khó khăn, thiệt thòi của số phận. Đó là thể hiện những cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Luôn luôn lúc nào ngoài những cái công tác của chúng tôi là để như vậy là đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhưng đồng thời cũng là để gắn bó với nhân dân, qua đây cũng là để gắn bó với nhân dân, quần chúng nhân dân, để tạo cái môi trường như vậy là thân thiện giữa người dân và lực lượng công an chúng tôi. Đây là hai trong số hàng chục trường hợp gia đình khó khăn khi có con em tàn tật lên giao lưu với đoàn về thăm. Họ đều là những bà mẹ đơn thân, hàng chục năm liền sống trong nghèo khó, gắng sức nuôi những đứa con tàn tật chậm phát triển, thậm chí mất khả năng điều khiển hành vi, kéo theo là nhiều thứ bệnh trong người. Những món quà đã giúp họ thêm ấm lòng và tiếp thêm niềm tin khi bên họ luôn có sự quan tâm của các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội. Mẹ con cũng vô cùng xúc động, cảm ơn, không biết nói gì hơn. Thì chúng tôi cũng mong rằng qua các cái hoạt động này thì các cái tổ chức nhân đạo từ thiện để biết đến cái trung tâm chúng tôi cứu trợ ở trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai nhiều hơn và cảm thông với những cái khó khăn bất hạnh của các cháu khuyết tật, quan tâm hơn nữa đến cái trẻ em khuyết tật tại trung tâm. 50 suất quà Tết lần này chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều những suất quà mà trong năm qua Công an huyện Thanh Oai nói riêng cùng các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội nói chung chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nó cho thấy sự đồng hành, tương thân tương ái của những chiến sĩ công an thủ đô. Họ không chỉ có sự nghiêm trang trong màu áo cảnh phục để giữ gìn an ninh trật tự xã hội, mà còn có cả những trái tim ấm áp tình thương và sự đùm bọc yêu thương với những phận đời thiệt thòi trong cuộc sống.